Hai, chào tất cả mọi người. Thì sáng ngày hôm nay thì mình cũng thông báo với anh em này, thật sự nói là rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ của mình, luôn đồng hành cùng mình. Thì hiện tại kênh mình đã đạt mốc 15.000 ngày hôm qua rồi, và mình cũng có tìm được cái bạn mà để nó sáng như ta, bạn anh Luận Nguyễn đó, là bạn đó là người thứ 15.000. Thì hiện tại bây giờ mình đang muốn đăng video này để bạn đó có thể là liên hệ với mình để mình gửi quà cho bạn đó ha. Thì như mình đã hứa đó, chính là một bộ cu gái non à, thì lồng chim mới là một con cu gái non ha. Và sau đó thì hiện tại mình đang suy nghĩ là làm cái mini game như thế nào để cho anh em chơi. Nói chung là mình đang nghĩ là cái cách chơi tham gia như thế nào thôi. Nhưng mà quà thì cũng có rồi, thì quà thì mình sẽ tặng mấy con chích cho lửa của mình. Hồi bữa giờ mình đem mới về á à. Nhưng mà mình sẽ tặng con đuôi 18 đàng hoàng ngang, chứ mình không có tặng đuôi ngắn ngắn nữa ha. Và nếu mà anh em ở xa mà anh em không nhận được chim á, thì mình sẽ tặng một bộ combo, đó chính là hai chai thuốc và một gói thuốc kích trứng của mình. Cái gói thuốc kích trứng của mình á, ngoài ngoài việc mà cho chim ăn kích trứng hay này kia nọ, thì nó còn trị bệnh ha, với lại là nó thêm cái gọi là cái gì quên, à, thêm cái những cái chất mà những con chim mà anh em hiện tại đang thiếu á, nó có bổ sung cái đó vô ha. Cho nên là anh em khỏi lo về cái chuyện là ăn rồi nó sẽ dư chất hay là kia nọ. Thường thì những con chim phá lông thì nó thường nó sẽ rất là thiếu chất, hoặc là những con chim nó đang bị suy, nó ra cái lông tự nhiên không nó trắng trắng không có cái đó, thì sẽ ăn ăn cái gói thuốc cái trứng của mình nó sẽ ok ha. Và sáng hôm nay thì mình không báo với lại anh em như thế, và mình cũng còn vài cặp chim. Thì anh em thích thì alo cho mình ha, thì mình bữa nay mình cũng báo giá sơ sơ vài con cho anh em ha. Và lý do thì sao anh em kêu không báo giá công khai, thì nói chung là có nhiều cái để nói lắm. Chim không phải là cái thứ mà để mà buôn bán đại trà mọi người. Nói chung là nó là động vật hoang dã, cho nên là nhiều khi thì anh em cũng thông cảm cho mình. Thì nhiều anh em nói lắm, chứ không phải là mình không muốn đăng hay là gì kia nọ. Cũng lâu lâu mình cũng sẽ đăng, mình báo giá. Tại vì nói chung là mình những anh em bình thường thì mình không nói, những anh em mà mình sợ người ta có này có kia thì lại khó khăn cho mình hơn. Còn không thì anh em có thể lên anh em thử, anh em làm rồi anh sẽ biết được cái cảnh mà mình gặp nó sẽ như thế nào ha. Ok, còn anh em nói thì quan sát kênh người ta này kia nọ, thì anh em cứ hỏi kênh của người ta xem sao, có bị hay không. Có nhiều người bị rất là nhiều. Ok, giờ thì quay mấy anh chị mình ha, nó hiện tại đang sau lưng mình nè. Mình cũng quay đại khái vài con thôi, còn nói chung là có thể là mình xong thì mình sẽ quay sơ thêm tiếp lại mấy con ngoài kia nữa. Mình cũng chưa có ấy. Đây mình vừa cho ăn vừa quay vừa báo giá luôn ha. Hiện tại thì trời mưa cho nên là mình không có chứng kiến mình vô cám tụi nó được. Chủ yếu là tụi nó giờ chỉ có ăn sâu với lại sâu trộm cám thôi. Thì hên thì ăn, còn không hên thì thôi, giống như gì hết nè. Ok, mình sẽ lên cặp này cho anh em ha. Cái con chó này thì chứ đi ra thôi. Nói chung mà đây. Anh em xem kỹ ha. Nói chung là mình cũng rất là sợ là nó bị đó, mình tăng độ sáng lên xíu để anh em dễ thấy ha. Mấy con chim này nó mới về cho nên là nó không quen ăn chó nhà mình đó, cho nên cũng nhảy tông 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 đó. Trong máy thì đuôi tôm ha. Cặp này thì mình chia anh em với giá là 700.000, thì anh em nào có thể alo cho mình ha, số điện thoại mình có ghi trên màn hình luôn nha. Qua lại không? Qua lại không? Qua lại không?
với lại hiện tại là trời mưa thì anh em chịu khó trùm kính lên ha, chứ đừng có hé hé mà mở rồi rất là nguy hiểm cho chim mình nha. Cặp này cũng vậy luôn ha, cặp này cũng 700 luôn ha, anh em nào thích thì alo cho mình ha. Cặp này thì con trống mấy vàng, con máy mấy trong rồi. Hang trống dáng đẹp không? Nói chung mà nó cũng dạng do là mấy chó nó quậy thôi. Thấy không? Mình ngồi kế bên mà nó ăn uống ok ha ha. Trống trống nó cấp con sâu quăng xuống đất cho máy à. Chung là cái này mình ghép cặp sẵn cho anh em rồi. Nó hót. Cặp trong này hót. Nói chung là cũng lâu lắm rồi mình mới nghe được tiếng chim mà nó hót líu ở trong lòng á. Tại vì bữa giờ đâu có bổ đâu, giờ đâu biết. Nay bắt đầu mới có. Anh em gán chờ xíu ha. Mình mới nghe nó hót trong này. Thì sẵn vừa chờ nghe nó hót rồi. Thì mình coi hai con này ha. Thì mình quan sát. Ok, nói chung là mình ngồi sát đây mình nghe rất là dễ, còn khi mình quay mình không biết có nghe được không, tí mình sẽ mở máy lên mình nghe lại xem nó đúng thì nó nghe không. Thì cái cặp này bữa mình có nói nghe mà cặp này là mình thấy nó ok đẹp nhất. Thì mình cũng nói ngay từ đầu mà đúng thiệt, nó lại hót ha, nó hót gió trong đó rồi. Ok, cặp này cũng 700 nha anh em. Con trống thì nó có một lao đen ra hồi bữa nhưng mà đo cũng 18 luôn thì phải. Chậu quăng quên ha. Tại cái cặp này nè, cặp này hồi nãy giờ nó đang hót líu ở trong á. À, cặp này thì giá cao hơn xíu ha. Cặp này thì trống đuôi dài hơn tí. Máy đuôi tôm hơn mấy con kia luôn. Nhưng mà có điều đuôi ngắn thôi chứ không có đuôi dài. Ê, xí. Cặp này có một con ăn cám rồi. Ok anh em xem ha. Né né xa xa xíu. Ở mình thay nước luôn. Cái cống nước nó dơ quá xa dơ. Yeah.
trồng đây quất cái cam sao được, trồng ngay chỗ này mốt lên lớn rồi quất cái cam rồi. Camera tầm từ 3 năm nó lên từ 10 năm. Cặp này thì hai tờ hết số ha, chống máy đều đuôi tôm hết nha, và có một con nó ăn cám rồi hay là hai con thì không biết luôn, nhưng mà phân thì mình thấy phân có cám rồi đó, cái chung nước thì nó đang xì lì luôn, nãy anh em thấy không. Okay. Nói chung hai tầng số là 1 triệu quá. Cặp này thì nó hót liếu hồi nãy mình có nghe cho em nghe đó, nhưng mà tại do trầm á thì chỉ có là mình ngồi đây mình kế bên thì mình nghe được thôi, chứ ai mà nghe được, mình thì có sao mà nói vậy thôi. Ok, cặp này nữa. Ồ, cái này con trống 18 mấy hôm bữa mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà chỉ nhớ giá thôi. Đó, nên là hết con này thì alo cho mình ha. Con này thì bằng một cặp kia ha. Rồi mưa lớn luôn. Muốn ra hoài không à. Ok. Con trống này hồi qua nó hót rồi, mình thử mình tập cho nó thuần lên xíu thì thấy nó cũng nói chung là cũng dần dạng xíu rồi đó, mình treo cái chỗ mình hay qua lại mình dở luôn.
Tôm đi các con. Ok. Con này đu tôm ha. Giá con này thì là 900 ha. Đây, giờ tới cái con máy. Con máy này thì anh em là phát alo cho mình ha. Giờ mình cũng chưa biết là mình ghép nó với con trống nào đây. Bữa là con trống trống đi chung nó là nó bị siêu ba chao rồi. Nó hơi bị bệnh tiêu chảy luôn rồi, mình đang trị nó ngoài kia. Ủa lỡ ngoài con này, con này con máy của người ta. Bây giờ con máy ra đâu mình bỏ đâu ta? Lộn. Lồng trắng viền xanh. Đây, đây mới đúng nè. Con đó nãy là con 12. Sao mình ngồi dòm dòm thấy đuôi cục quá. Đây à. Đây con máy 13-2. Con máy mã trống ha. Nhảy nhảy chỗ này hồi chắc tông qua quá. Con máy này là máy mép vàng luôn nha. Ok, giờ dạ, mình đi ra ngoài kia ha. Và sau đó thì mình quay tiếp mấy con ngoài kia cho anh em xem luôn nha. Đây. Hai con bên đây thì con nào cũng 400, đây cũng 400 ha. Con máy này thì tí nó đi về bên ngoài rồi. À, con trống đuôi mà quăng 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 bữa nè. Mình nói anh em nè. À. Tôm ghê lắm, do bỏ trong hùng nó kẹt hùng á. Bây giờ chờ nó tắm vài bữa lại thì nó sẽ ok. Đó. Không, nó xuống lại ha. Và cái con trống bự con à. Đó. Đu cái tôm đẹp lắm. Đó, anh em thấy nó tôm bằng con dưới cũng tôm luôn ha. Đây
Đó. Đuôi trời 18 hết ha. Con tên này bản đuôi to, dáng bự. Còn anh này thì nhỏ con. Hào nhỏ không bằng con này nhỏ nhất trong trong cái bài gần bữa mình mới bắt về á. Còn bốn con này. Bốn con này mép vàng hết. Con này thì nó đang ra lông đuôi nên không biết được bao nhiêu. Còn mấy con kia thì chỉ có ngắn thôi, 16 17 giờ. Ok, anh em nào thích con nào thì alo cho mình ha. Thì mình sẽ mấy con kia mình báo giá rồi, mấy con này mình sẽ báo giá lại sau cho anh em, nếu anh em nào cần thì alo cho mình thì sẽ báo giá ha. Hai con này thì mỗi con 400 nha, chứ không phải hai con 400 ha. Và đặc biệt nha, Mini Game là mình không tặng cái thứ này đâu. Cho nên anh em đừng có quan tâm tới làm gì. Hiện tại thì mình đang muốn là anh em góp ý kiến cho mình để làm Mini Game thôi ha. Thì thật sự rất là mong muốn anh em đóng góp ý kiến nhiều hơn nhiều để mình có thể là mình tham khảo ý kiến anh em để mình làm ra cho anh em chơi tham gia cho vui. Thì thay vì mình ăn mừng thì anh em ăn mừng cùng mình ha. Giờ mình cũng sẽ kết thúc cái video tại đây luôn ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau ha.